Trời ơi. Lôi thấy gái là lôi ấy rồi. Không ngờ với chú Linh nữa rồi. Chán. Đây. Đi với là các anh chị em người Việt làm ở Angola. Đấy, cũng về chuyến này. Đấy, tới có tí amiga la. Kêu đi kêu lại mấy lần. Sợ thật. Lôi. Lại lên nào. Thằng này chán thật. Lôi. Xem nào, chú Linh xem nào, cái này nhìn quen quen nhỉ? Cái này bay. Hả? Khoan từ từ. Từ nha. Khoan. Cái này là ở đâu ra đây? Máy bay. Thế thì lấy cái này về mua máy bay mới nghe được, cắm mới nghe được. Chứ điện thoại nào có hai cái đầu này đâu. Lôi nghe ở máy bay. Lôi nghe ở máy bay, Lôi phải để lại chứ. Cái này có phải Lôi mua ở trên máy bay đâu. Ôi giời, đúng là con trai của ta. Hay lắm, tốt lắm. Thôi, ngồi vững đi, đừng có đi đâu cả nhá. Rượu người ta rượu còn mấy trăm đô, ông cứ đi lang ngang trong ngã cả cái sàn đấy là chú Linh ở đây luôn đi. Bán kênh YouTube cũng không đền được đâu. Ê, đừng báo nhé nha. Tôi cái này cho qua đi. Được, để chú lấy cho. Chú cắt cho nhá. Được. Linh ơi. Để chú cắt cho. Chú Linh ơi. Có mà nắp bắt chú Linh. Tí lên máy bay Việt Nam Airlines mình ta lấy tiếp. Chú Linh nghe. Hả? Linh lấy cái chú Linh nghe. Cái này lấy đâu ra cắm lỗ. Mua máy bay không riêng phải. Thì đâu cắm được. Ôm máy bay chú Linh nghe. Hai ngày rồi chưa tắm các bạn ơi. Anh ơi chú Linh chưa tắm mà chú Linh nhiều nè chưa tắm. Mò sang bên kia đấy. Đấy chà, thằng này đúng thật là chịu. Đấy. Chịu rồi. Thế này thì đấy, idol của các bạn đấy, lớn lên thì biết đấy. Lớn lên thì toang đấy, con nói gì đâu, livestream nó cũng không yên nữa. Thở tí rồi chạy sang bên kia đi kêu. Lôi ơi, lại thế nào, lại nào, không biết ngại à, làm như thân lắm này. Thân không? Quen không? Có quen không? Quen ai bên đấy không? Ừ. Nhưng mà có quen ai bên đấy không? Không. Nói to nào. Không. Sao mày đến làm gì? Thích đúng không? À, biết rồi nha. Thích. Thích à? Tí nữa ngồi vững đấy nhá. Đi vào quay phim mua chai rượu mà ông cứ lấy tay khua. Cả cái dàn tù rượu bánh tiền lớp cấy thì đi củ đi đâu, tay nghe đâu, cho chú Linh mượn nào, tay nghe đâu đâu, lấy cho chú Tiến đây đâu, anh Tiến ơi, lôi này biết nhảy đồ rồi, lấy tay nghe trên máy bay rồi, đâu cho chú Linh xem nào, khoe chú Tiến đi. Về cho chú Tiến nhá. Đấy. Đấy. Biết nhảy tai nghe rồi. Ở nhà có gì cất đi. Đây này. Tai nghe ở máy bay này. Biết nhảy đồ rồi. Đúng rồi, người Việt kiều nên là nó nói kiểu lơ lớ.
Rồi không biết là cái này là điện thoại nào mà cắm được hai đầu như này. Nói chung Tiến mua máy bay đi thì mới cắm được nhá. Chứ, cầm cái này là biết ở trên máy bay rồi đấy. Chứ đấy. Mà vẫn đi qua cảnh bình thường nhá. Ảo thật đấy. Ảo thật. Vi diệu. Này. Thôi bỏ cái tính nhảy đồ đi con nhá. Chị Tiến à? Cái máy bay người ta, tai nghe của người ta lấy làm gì đây? Xem này, túi hay gì? Capito. Đây, sang bên kia rồi. Đấy. Idol của các bạn đấy. Lấy màu sang bên kia. Thôi, cho các bạn xem đây thôi. Giờ đi quay vlog đây. Còn Mantilo thì không quan tâm lắm. Về thì về thôi, không quan tâm lắm. Ngủ đó, kệ bây làm gì làm. Bây làm gì làm hả? Có mệt không? Cansado không? Cansado? Đi xa quá, đi đường xa nên là mới đi lần đầu nên mệt. Đang ở sân bay Thái Lan. Khắp. Cái gì nhỉ? Xem phim Thái Lan nhiều quên té là khắp. Chào cái gì nhỉ? Chào là cái gì nhỉ? Quên rồi, để chào cái anh này cái nào. À đúng rồi. Savannakha. Savannakha. Sao tiếng ngoại ngữ nhìn nói Sambai đi khắp. Savannakha. Sao hoa đi khá khắp nói không thấy trả lời gì nhỉ. Khắp lôi ơi lấy nào chè như này mà về Việt Nam thì biết đấy. Ê có tí gái vào nhìn nó tươi hẳn này. Có tí amiga vào nó tươi hẳn. Đùa. Cái này về Việt Nam thì biết đấy. Nói chung là chuyến này mệt phết các bạn. Đây, này sang bên kia rồi. Chịu lôi rồi. Ơi, sời. Tới đâu rồi á? Tới chỗ khắp ấy. Khắp Savannakha. Khắp.